anh hùng. Mặc dù đây là linh lực của mình, nhưng đã tăng lên hàng ngàn hàng vạn lần. Anh hùng, rốt cuộc là có chuyện gì? Đây, luồng linh lực khổng lồ này là sao? Trung kỳ trúc cơ, hậu kỳ kết đan, nguyên anh vẫn còn đang tăng lên. Đây đã là... Với năng lực hiện tại, mình không thể tiếp tục nhìn được đây là cảnh giới gì. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thật không ngờ những vết thương cũng lành lại rồi. Rõ ràng lúc nãy còn là sơ kỳ trúc đan cơ mà. Hắn sắp nhìn sang đây rồi. Đừng nhìn qua đây, đừng có nhìn sang bên đây. Chỉ riêng cái luồng linh lực này thôi đã quá khủng bố rồi. Giống như có hàng nghìn hàng vạn sợi dây đang trói chặt chân của mình, cổ của mình, khiến mình còn không thở được. Ánh mắt đấy giống như có thể khiến mình tan xương nát thịt. Vì cảm giác bị áp chế này là sao? Không, nó không có thật. Chỉ cần hắn muốn thì cái chết của mình còn thê thảm hơn vạn lần. Hắn còn mạnh hơn cả sư tôn. Ha ha. Sư tôn, chắc ngài không tính được chuyện này đúng không? Cái đám tiểu bối trong mắt ngài chỉ như con sâu con kiến. Lại không ngờ có thể đáng sợ được đến thế này. Sư tôn, chắc ngài còn đang nghĩ tôi vẫn bị ngài lừa. Tôi đã sớm biết được bí mật của ngài rồi. Tôi đã chẳng còn là đứa con gái ngây thơ của 20 năm trước nữa rồi. Mấy năm gần đây, tôi chẳng có đêm nào ngủ được, đêm nào cũng thức giấc. Cũng đều nhìn thấy bóng dáng của ngài. Ánh mắt ngài lúc đó tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều lần rồi. Cũng giống như đám đàn ông thối tha khác. Ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tôi, biến tôi thành đồ chơi của mấy người. Nắm chặt, có lẽ đây là số mạng của tôi. Nhưng tôi không muốn cúi đầu. Tôi không muốn cái cảnh cúi đầu bị người khác thao túng như thế. Ni hỏa tiên, hừm, xoẹt, lát, phụt. Chỉ một chữ mà đã hủy được pháp bảo bản mệnh của mình. Pháp bảo bản mệnh đã bị hủy rồi, hết hy vọng rồi. Trước mắt chỉ còn con đường chết. Sau lưng cũng vậy, sư tôn. Như nguyệt theo ngài đã 20 năm rồi, chỉ đổi lại kết cục như thế này thôi sao? Tôi không cam tâm. Tôi không cam tâm không thể nắm được vận mệnh của mình. Nhưng lần này tôi không chọn con đường chết nào cả. Tôi chọn đường chết cho chính mình. Cuối cùng tôi có thể tự mình nắm được vận mệnh của mình dùng cách này. Nhưng tôi có hối hận cho kiếp này. Hình như có chút tiếc nuối. Tiếc cho 20 năm qua không nắm bàn tay ấy. Đây chính là cảm giác của kẻ mạnh sao? Cảm giác như có thể nhìn thấu được thế gian vậy. Mộc Tử bị chìm đắm trong sự kinh ngạc. Như Nguyệt đang rơi tự do, đều không thể nào thoát khỏi tầm mắt của mình. Cảm giác này thật là tuyệt. Nếu như có thể tiếp tục như này đến cuối đời thì thật là tuyệt. Không đúng, phải nắm được cơ hội này. Phải để mình làm vài chuyện trước đây chưa từng dám làm. Anh hùng, sao lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Hắt này tã quá, anh hùng sao vậy? Đợi đã, anh định làm gì vậy? Đừng có qua đây. Dưới ánh mắt đấy, cảm giác như cơ thể mình bị nhìn xuyên qua vậy. Xin lỗi nhé, người mẹ ở thiên quốc xa xôi, chắc con phải làm mẹ thất vọng rồi. Mặc dù vừa nắm được tay mà đã tiến triển đến bước đây luôn thì hơi nhanh, nhưng nếu là anh hùng thì giờ em đã là vợ của người ta hả? Cuối cùng cũng có thể nhảy rồi, cơ thể nhẹ quá. Mộc Tử nhìn này đẹp không? Áo trắng cô dâu cầm hoa. Cùng đến đây quái nào. Có trật tự không hả? Bốp. Không cẩn thận cái là ăn tát ngay. Tôi đang bị thương đấy, mau đi cứu cô gái đó đi. Chưa để cô ta chết được đâu. Nếu không nhầm, trên người của cô ấy nhất định có ấn tích hoặc là cấm chế. Nếu cô ta chết thì sư tôn của cô ta sẽ đến đây ngay thôi. Chả phải cô nói cô ta cũng đang có ý định đó hay sao? Vẫn còn chuyện chưa nói rõ ràng với cô ta. Anh hùng, lẽ nào anh dám có tình ý với cô ta ấy? Tuyệt đối không có. Nếu có thì ông trời cứ đánh. Tôi, ôi vãi ông trời, lẻ mặt chút có được không? Kết thúc rồi, 20 năm cuối cùng cũng có ngày này. Kết thúc rồi. Hả? Bóng dáng đó
có chút quen thuộc. Là hắn. Đồng phục bảo vệ. Hừm, muốn đuổi cùng giết tận hay sao? Cũng đúng. Ở cái tu chân giới này, phàm là những người có sự uy hiếp đến bản thân, thật không ngờ đến chết mà cũng không được chết theo ý mình. Đúng là đáng buồn. Cô nương à, nhảy đâu mà còn nắp bắp cái gì vậy? Có mệt không? Hắn cứu mình tại sao? Sau đó Như Nguyệt ra đi với bóng dáng mệt mỏi, không nói câu nào. Thực sự tôi rất muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với cô ấy. Còn tôi, khi thời gian hết thì cũng trở lại với hình dáng thật, trở lại với cảnh giới trúc cơ. Anh bạn Mã, thời gian đến rồi. Lương minh lực của lão phu sắp tan rồi. Chuyện ta và cậu gặp nhau không được nói với bất kỳ ai, cho dù có là hậu bối của ta, nếu không thì ta sẽ tính sổ cả câu chuyện. Tính sổ cả chuyện cậu gọi ta là cô lương, bảo trọng nhé. Vãi, não tổ của Lý Mộc Tử, phù giai phết. Anh Hồng, tôi đưa anh đến một nơi. Mộc Tử, muộn thế này rồi, đi đâu chứ? Toàn thân tôi đau nhức, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Đi khách sạn. Thuê phòng. Khách sạn Đại Nhĩ Đốn, Đế Đô, 11 giờ đêm. Chào ngài, chúng tôi là khách sạn 5 sao tại Nhĩ Đốn. Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì được cho ngài? Nụ cười tỏa láng dịu dàng. Mẹ ơi, đây chính là khách sạn 5 sao trong lời đồn đó sao? Tiểu thư, cô đảo phòng khách có phải làm bằng vàng hay không? Những người đến đây, ở đây chắc đều là nhà giàu cả. Tiên sinh, ngài có đặt phòng không ạ? Tên nhà quê này đúng là không có kiến thức. Mộc Tử vẫn chưa đến. Anh Hùng, tôi đi mua ít đồ ăn đã. Anh vào trong đợi tôi chút. Chàng nói đi hẹn hò với con gái, nhất định không được để người ta chi tiền. Tiền thuê khách sạn thì phải tự bỏ ra, đây chính là thể diện của đàn ông. Tiểu thư, tôi muốn đặt 2 giường ở phòng 8 giường. Nếu không còn có, nếu không còn thì phòng 4 giường cũng được. Xin lỗi ngài, chúng tôi không có lại phòng đấy. Vãi, đến đây làm trò cười à? Muốn đấm hắn quá. Nhưng tôi đã từng chọn ở nhà nghỉ khác rồi mà. Chúng tôi là khách sạn 5 sao tại Nhĩ Đốn, không phải là nhà nghỉ. Chúng tôi chỉ có phòng cho 2 người thôi. Hoặc phòng 2 người thì phải hơn trăm à, sót quá. Vậy cho tôi một phòng đi. Tiên sinh, tiền đặt cọc là 6.300 tệ. Ngài thanh toán bằng tiền mặt hay là bằng thẻ ạ? Bao nhiêu? 6.300. Vãi, đây là khách sạn hay là ổ cướp vậy? Một đêm mà đã hết sạch tiền lương của tháng này rồi. Cả người được đúng 250 tệ. Ôi sự tôn nghiêm của tôi. Tiên sinh, ngài có đặt phòng không ạ? Nếu không xin hãy chờ bên kia, chúng tôi còn phải làm thủ tục cho vị khách khác. Đợi đã. Ai nói không đặt? Quẹt thẻ. Bao tử cuối cùng cô cũng đến rồi. Là thẻ hắc kim sao? Xin hỏi hai vị cần phòng tiêu chuẩn hay là giường đôi ạ? Vẫn chưa hiểu sao cô phục vụ. Đương nhiên là chúng tôi cần phòng giường đôi đáng yêu rồi. Phòng tiêu chuẩn đâu đáng để tồn tại trên cái thế giới này. Cái gì phụt? Cái tên gốc này lại có thể kiếm được bà đại gia này. Sao mình không kiếm được anh đại gia nào nhỉ? Đúng rồi, tôi vẫn còn một câu muốn nói. Nếu như các cô đã làm trong ngành dịch vụ này thì đối với khách hàng phải như nhau, kiến thức cơ bản là phải đối đãi bình đẳng. Đừng có trông mặt vào mắt hành rong, đặc biệt là người đàn ông của tôi. Mộc tử, đâu cần vội vã như vậy. Đại đã định làm gì vậy? Thì ra cô đi mua những cái này. Ôi trời ơi, đau quá, sao mình lại ngủ đi nhỉ? Rõ ràng nhớ là đang vào trong khách sạn với Mộc tử mà. Không cử động được, lại còn anh nữa, sao đây? Chuyện gì thế này? Lại là trò chói người. Đang lên thế này, 3 tiếng trước đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh Hùng, em không cử động được. Em thấy trong người em nóng quá, rất nóng ý. Ôi, vãi cả tổ tiên nhà tôi, Lý Mộc Tử, phụt. Mà anh Hùng bị kết tội hiếp dâm. Hình như có mường tận ra được cảnh tượng của mình sau mấy tiếng nữa. Sau khi chụp ảnh xong sẽ được đưa đến đồn cảnh sát, hả Lý Mộc Tử?
hình như đang khóc. Lý Mộc Tử khóc. Mình dần dần nhớ lại cảnh tượng lúc trước. Mộc Mộc Tử, tôi thực sự là không có lừa cô mà. Hừm. Thế thì giải thích đi, cảnh giới của anh sao đột nhiên lại tăng cao như vậy chứ? Nghĩ kỹ đi, trước đây anh hút linh hồn lực của tôi, điều này cũng rất khác thường đấy. Tôi cũng không biết, hãy nhìn vào ánh mắt thân thiện của tôi đây này. Câm. Xem ra nếu không giả thủ đoạn thì anh sẽ không khai rõ. Anh Hồng nhìn xem tôi mua gì đây, nhìn có quen không? Thì ra cô đi mua dây thừng, ôi trời ơi. Bọc Bọc Tử, thế này không được đâu. Yên tâm đi, phương pháp song tu của Nisa là sự thần hoàn, điều tiết âm dương. Bắt đầu từ chuyện nắm tay rồi tiếp theo. Là để linh lực trong cơ thể của hai người được luân chuyển thay đổi. Kịch. Và sau đó thì có thể làm bước tiếp theo. Bước thứ hai. Hơn, cảm giác này. Linh lực của mình và Lý Mộc Tư đang giao hòa. Cũng giống như sau khi uống rượu, có một dòng ấm nóng chảy vào trong. Giữa hai người không có chút khoảng cách, không hề giấu giếm. Đây tất cả đều được đối phương chiêm ngưỡng. Giống như cơ thể nhìn thấu tâm trạng, giống như cơ thể nhìn thấu tâm can, nơi sâu thẳm nhất của đối phương vậy. Đây là đâu vậy? Hình như là một công viên. Sao ở đâu cũng có vết loang lổ thế này nhỉ? Chắc không có khóa, phải vào thử xem. Nói không chừng có thể tìm thấy bảo vật gì đó. Ở đây chắc lâu lắm rồi không có ai ở. Xẹt. Chạm nhẹ vào là mở được khóa. Chắc là một loại khóa cảm ứng, không có chút bài trừ làm với mình cả. Phải vào xem thôi sao. Phải vào xem sao thôi. Hức hức ca ca. Ôi đứa nhóc ở đâu ra thế? Không phải là hồn ma đấy chứ? Này này đừng có. Mà sang đây nha. Anh sợ ma từ bé đấy. Hức hức ca ca giúp em với. Em chẳng thấy bố mẹ em đâu cả. Em nhớ họ lắm. Ca ca, anh đưa em đi tìm bố mẹ có được không? Cầu xin anh đấy. Đáng yêu thế. Cô nhóc này đáng thương quá. Cái công viên thần bí này đành đợi đến lần sau vậy. Này em tên gì? Người ta là Mộc Tử. Hả? Ca ca bị sao vậy? Không sao, chỉ là anh nhớ đến một người. Hi hi, có phải vợ của ca ca không? Hừ. Đây là thức hải của anh Hùng sao? Theo lý thì cứ tiến về phía trước thì có thể đọc được ký ức của anh ta, nhưng lại bị ngăn bởi quả cầu ánh sáng này, không bước thêm một bước nào cả. Đây rốt cuộc là thứ gì? Nhìn thì rất giống pháp bảo, nhưng lại có khí tức sinh mệnh ẩn dấu trong đó. Phong ấn bị giải trừ rồi. Đầu lại bắt đầu đau rồi. Đau quá, nỗi đau khổ này thật là quen thuộc. Sắp xuất hiện rồi. Âm âm âm. Sắp xuất hiện rồi. Những hồi ức bị mình phong ấn đấy, sự tồn tại mà mình luôn cảm thấy đau đớn, dày vò, lại xuất hiện thêm một lần nữa ở trong đầu mình. Tất cả lại đang diễn ra. Dưới trăng, người có bộ tóc dài màu đỏ. Lý Mộc Tử. Ta cả đời cũng cực, cùng cực, cũng phải giết được kẻ đó. Cô nói người đàn ông tóc đỏ đó đã diệt cả Lisa của cô. Thật không ngờ quá khứ của Lý Mộc Tử lại như này. Mộc Tử, cô có biết hắn đang ở đâu không? Không. Vậy có biết tên tuổi pháp hiệu của hắn không? Không biết. Thế chắc cũng chả nhìn thấy mặt mũi của hắn rồi. Cũng không luôn. Không biết cái gì thì báo thù kiểu gì đây? Khác gì mà kim đáy bể. Lisa của chúng tôi đến nay chỉ còn lại 34 người. Ngoài những người còn lại đều hồn bay phách tán sau một đêm. Mặc dù không có dấu vết gì thì tôi cũng sẽ tìm. Hắn giật lý ra là vì món pháp khí chấn tộc này, Hắc Thiên. Cho nên chỉ cần Hắc Thiên còn có trỏ trong tay tôi thì hắn sớm muộn cũng tìm đến tôi. Mẹ, những người thân tôi mất đi trong đêm đó. Lý Mộc Tử, ta thề với trời đất này phải tìm ra hắn, dùng máu của hắn để tế mọi người. Hắn có cảnh giới gì vậy? Chúng ta bây giờ có thể đánh đổi hắn hay không? Bây giờ mà gặp hắn thì chúng ta chết chắc.
Tộc trưởng của Lisa có cảnh giới cao nhất chắc cũng phải sơ kỳ xuất khiếu. Có mấy vị trưởng lão đã đạt được đến cảnh giới Nguyên Anh, cho dù là vậy mà cũng chẳng đánh nổi một mình hắn. Đậu, kinh vậy á? Không biết tiền bối Lý Huyền Tử có đánh được không? Nhưng mà anh Hùng, anh phải đồng ý với em rằng nếu thù của em báo được và em vẫn còn sống, thì chúng ta sẽ tìm một nơi hoang sơ, sinh một đám khỉ con rồi tự mình lập môn phái, để con cháu của chúng ta có thể giữ được dòng máu này. Sinh con, phụt. Em nghĩ chúng ta là lợn à? Sinh hết đứa này đến đứa khác, anh sẽ chết mất. Hi hi, em chưa mà. Nhưng mà Lý Mộc Tử, về việc báo thù của em, cứ tính cả anh vào. Để em một mình anh chẳng yên tâm được. Không khí đột nhiên trở lên ngượng ngùng quá. Thực ra anh muốn, nếu muốn tu luyện đến độ như tên tóc đỏ kia, chắc cũng phải mất mấy trăm năm. Lúc đó mẹ cũng mất rồi, thì anh cũng chả còn gì để níu nữa nữa. Thì chắc sẽ chỉ còn em. Anh Hùng, cảm ơn anh. Khi mà mình còn chưa kịp nhận cái hôn kia, thì nó đã tan mất. Lúc này, trong đầu mình đã có một suy nghĩ. Hy vọng thời gian sẽ ngừng lại ở giây phút này. Coi như đây là phần thưởng khi anh đã bảo vệ em ngày hôm nay. Mộc Tử, về chuyện linh lực đột nhiên tăng đến lúc nãy, đột biến lúc nãy, không cần nói đâu. Em đã chẳng còn muốn biết nữa rồi. Lúc nãy trong thức hải của anh, mặc dù chẳng biết được bí mật nào, nhưng cũng đã cảm nhận được đôi chút một cảm giác ấm áp như đã từng gặp. Nó được trồng trong đầu em. Ngoan Mộc Tử, đừng khóc nữa. Có mẹ ở đây rồi. Muộn rồi, đi ngủ thôi. Anh về đi. Hả, về? Hay cuối cùng vẫn cứ phải về một mình. Đúng là kiếp FA. Không ngờ một cô gái có kẻ thù mạnh như vậy. Nhưng không sao, mình còn món quà mà Lý Huyền Tử tặng, không chừng còn lại hơn Hắc Thiên kia. Hả? Hỗn Thiên Châu đâu rồi? Rõ ràng là ở trong túi áo mà. Chết mẹ, bị tiền bối Lý Huyền Tử biết thì là nó đòn. Hơn nữa, không có nó thì mình sống sao được đây? Mẹ ơi, cuối cùng cậu cũng về rồi. Vãi, nửa đêm nửa hôm hai người đứng đây chào cờ à? Tiểu Ma, không vào phòng được đâu. Nếu còn ở lại trong đó chắc mất máu mà chết quá. Cậu đã có vợ chưa cưới rồi, sao không nói với chúng tôi? Vợ chưa cưới? Bạn gái còn chưa có, móc đâu ra vợ chưa cưới? Đừng có giả vờ nữa, cô ấy đang đợi cậu ở trong nhà ấy. Chuyện gì đây? Anh đã về rồi. Quần áo của anh rộng quá.